5 năm làm thuê tại Hà Nội, trải qua rất nhiều lần chuyển nhà, nhưng chỉ khi chuyển đến xóm trọ này thì chị Phạm Thị Trình mới thực sự không còn nỗi lo mất đồ mỗi khi đi làm hay lúc về khuya trong đêm tối. Không còn phải mang con đi gửi, giờ đây bé gái này có thể yên tâm ở nhà một mình khi mẹ vắng nhà. Chúng tôi cũng chấp hành có nội quy của công an nhắc nhở chúng tôi, thì tôi cũng yên tâm đi làm ăn, và công an cũng được hay quan sát cảnh sát những tài sản chung của giấy trọ tôi, nên là chúng tôi đi làm ăn tôi cũng yên tâm. Vĩnh Tuy những năm trước đây được xem là điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, là địa bàn giáp danh với nhiều đơn vị đang trong quá trình đô thị hóa, nhiều dự án công trình lớn đang xây dựng. Vì thế thường tập trung số lượng lớn công nhân lao động tự do, lao động thời vụ, học sinh, sinh viên của các trường đại học về thuê trọ. Tuy nhiên, ý thức cảnh giác phòng ngừa, tố giác tội phạm cũng như ý thức tự bảo vệ tài sản của cá nhân chưa cao, còn nhiều sơ hở cho các đối tượng hoạt động phạm tội, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất an ninh trật tự, nhất là các loại tội phạm trộm cắp tài sản trong các cụm dân cư. Qua cái kiểm tra tạm trú tạm vắng thì chúng tôi là nắm người, nắm hộ, nắm từng nhân khẩu sinh sống ăn ở. Sau đó chúng tôi có những cái biện pháp nghiệp vụ để xác minh những con người ăn ở, sinh hoạt để phục vụ cho quá trình quản lý của nghiệp vụ về quản lý chính của công an. Mô hình nhà trọ an toàn ra đời được xem là giải pháp hữu hiệu giúp phòng ngừa tội phạm. Sự xuất hiện của những chiếc camera này không chỉ giúp người thuê trọ yên tâm mỗi khi vắng nhà, mà nó còn là công cụ hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an truy tìm những đối tượng trộm cắp tại các khu dân cư. Sau khi nhận được sự chỉ đạo của công an phường, cũng như là của anh Thịnh và tổ trưởng bác luật, tổ trưởng tổ dân phố, tổ 17B, thì thật sự mà nói là an ninh của khu trọ đã được nâng cao lên một cách rõ rệt. Và thực sự mà nói là không những người dân ở đây mà mình là chủ nhà trọ, mình cho thuê, mình cũng cảm nhận được là mình nó đem lại cái sự an toàn hơn và yên tâm hơn trong những cuộc sống hàng ngày. Tất cả khu thuê trọ phải có đăng ký kinh doanh, đóng thuế theo quy định. Thứ hai là phải được trang bị hệ thống camera giám sát, ít nhất là một chỗ phải có từ 2 đến 5 camera. Thứ ba là phải trang bị đầy đủ bình phòng cháy chữa cháy. Thứ tư là phải có quy định nội quy hoạt động các khu thuê trọ để người dân đến thuê cũng như chủ cho thuê phải để chấp hành. Cuối cùng là tất cả những cái biển hiệu, những cái nội quy đều được đồng bộ trong địa bàn phường để mọi người dân đến những khu thuê trọ thì đều biết rằng khu đấy đã được trang bị đầy đủ và đảm bảo được điều kiện về an ninh trật tự để sinh sống. Tội phạm thì luôn ở trong bóng tối và chỉ trực sơ hở của người dân để thực hiện hành vi của mình. Tuy nhiên, với việc thí điểm mô hình nhà trọ an toàn, giờ đây những người lao động nghèo và học sinh, sinh viên có thể yên tâm và không còn thấp thỏm nỗi lo mất trộm cũng như hỏa hoạn tại những phòng trọ này.